lên cái lô trà sàn các bác nhé. Đây là cái trà sàn 50.000 một cái. Còn cái này thì thanh lý các bác 100.000 một cái. Có 2 cái 100.000 một cái. Cái này còn được 3 cái 50.000 một cái. Mấy cái này thì nó thiếu đồ 8 cái. Bác nào mình mua hết cái lô này thì em tặng cho các bác 8 cái đó, chở trà kia.